Dạ rồi, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của Tuấn Trúc Kiên nha. Thì ngày hôm nay mình đang ở Hồ Chí Minh, mới vào đây lúc sáng. Anh Thành và vợ con mình đi chơi rồi, còn mình thì mình ở đây. Khi vào bãi đây thì đang kẹt xe nè, không cắn cái xe này nè. Cắn cái xe đang xe lạnh. Xe lạnh họ chứ họ không đi lạnh nữa mà họ rớt công lạnh xuống để họ đi nắng. Anh em mà đi nắng thấy không? Anh kêu anh bất tài á, anh nói là anh kêu anh đi hồi Tết giờ anh đi 2 chuyến. có chuyến anh đi 2 tháng trời. Đấy, đấy là tình trạng của xe lạnh là hiện tại, không biết là thông khảo chưa. Còn trước mắt là mình thấy ảnh chờ anh hạ công xuống anh đi hàng nóng á. Đó anh em thấy không? Xe biển số 57. Rất khổ chứ không phải sướng gì cái nghề. Hồi trước thì nhiều khi xe lạnh thì thực chất ra xe lạnh có ăn, chạy được cước thơm này nọ, chạy cước toàn là mấy chục triệu. Cái giờ bắt buộc phải xả xuống rồi. Cái bãi này nó chặt rồi nè, cho nên là trừ mình chờ xe này nó lùi xíu mình vào trong đó, nói chung hoài đào cũng không được. Nhưng mà mình vào đó đạo xong rồi khi nào mình ra là mình sẽ ra ra. Cái bãi này ngay chỗ gần trạm 2 này, Suối Tiên á. Bên kia là trường Đại học Nông Lâm nha. Thì mình thường hồi trước mình phải đạo ở đây. Thì ở trên kia, cái bãi trên kia giờ họ không cho mình đạo nữa. Bây giờ mình xuống đây mình đạo. Trời mù nữa mà anh dẫn con đi chơi mất rồi. Không biết đi chơi được không? Trong cái trời đường mưa tạo anh. Rồi, ok anh em, bây giờ mình chia sẻ cho anh em về vấn đề máu chốt nha. Cũng có rất nhiều bạn hỏi, có rất nhiều bạn hỏi mình là nên chạy đầu dài hay đầu ngắn ha. Tại vì nói về xe cộ thì anh em biết rồi, xe nào trả xe, đi ra nhận xe, có xe nhận là mừng lắm rồi. Hồi trước mình hầu mà mình mới ra bàn là mình thực sự là rất ao ước nhận được một xe. Mà hồi đó bằng C thì mình nhận cái xe là hầu đó thời kỳ đó là còn áp dụng bằng C cho chạy đầu kéo. Cho nên là khi mình nhận bằng C mừng hú hầu nè. Nhận bàn xong không phải mình lúc đó là mình đi phụ rồi mình chưa có bàn. Khi mình nhận bằng C xong thì hai năm sau chứ mình mới nâng bằng FC thì tầm 2008 2009 gì đó thì mình học bằng C. Nên là trong cho có xe nhận thôi, đừng hồi nữa mà đừng có nói là xe Mỹ hay xe Trung Quốc, xe tàu hay xe toa, không hồi đó chỉ hiện bây giờ cũng vậy. Ví dụ chỗ nào mà cảm thấy công việc nó ổn định, nó không có bay nhảy nhiều thì mình nên dừng những cái chỗ đó, nó sẽ tốt hơn. Thì vấn đề chính là mình chia sẻ về có những anh em hỏi tại sao lại xe đầu dài và xe đầu bàn nó khác nhau sao, nó về máu chốt khác nhau, chạy khác nhau, động cơ nó cũng hoạt động như nhau, nhưng mà về cái xe đầu dài nó thiết nghĩ là nó sẽ an toàn hơn anh em. Tại vì an toàn thì mình không biết an toàn như thế nào, nói như thế nào cho đúng gọi là an toàn. Tại vì thực chất ra mấy hôm nay trường hợp xe đầu dài rồi bị tai nạn nhiều quá, thật sự như vậy. Còn xe đầu bàn thì có xe nào chả có, nhưng mà mình thấy thì nó cũng thuộc dạng nhiều đó. Xe Mỹ thuộc đầu dài thuộc dạng nhiều đó. Xe đầu dài nó sẽ khó chạy hơn xe đầu bàn nha. Đầu bàn về cái tầm quan sát của nó rất chuẩn, có nghĩa là mình ngồi đây thì cái gương mình ở đây rồi, thì khi mình nhìn xuống mình quan sát ở dưới nó trên một cái diện rộng thì nó sẽ ok, nó chuẩn hơn. Còn xe đầu dài á thì nó có một cái đoạn từ mình tới cái đoạn dài đó, mình canh làm sao mà cho chuẩn. Chứ còn nhiều khi mà vô những cái kho hẹp đó, là rất khó đi. Còn về như anh em có thấy chiếc xe Long Star của bọn Việt Tân Minh Toàn nha.
thì cái xe đó cực kỳ khó lái và cực kỳ nguy hiểm, tại vì ngồi trước của nó nằm bàn của mình, như cái xe mình là nó vồ xuống, được chưa, nó vồ xuống như thế này thì cái tầm nhìn gọi là tạm được, còn cái xe mà xe đầu của bọn Việt là nó bàn luôn, mình nhìn cái tầm quan sát của mình dường như là bàn. Nếu mà một bạn mà đi xe máy cặp cặp hông lên đứng cho nó là mình không thấy nha, thì nguy hiểm nè, mấy cái tình trạng nguy hiểm đó. Lúc đề ba thì thường thường là những cái xe như vậy thì mình đề ba từ từ, có nghĩa đề ba nhích nhích nhẹ 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 rồi mới đề ba luôn, không có đề ba ảo được, rồi cái tầm quan sát mình không có, cho nên là mình đề ba phải chuẩn. Đấy, đấy là cái về cái đầu dài là nó khó dê vô những cái vị trí hay là những cái điểm mù nó sẽ cao hơn, còn cái xe đầu bàn thì cái điểm mù nó ít. À, nếu mà cái xe đầu bàn thì mình thay vì đó mình chế thêm một cái đèn cái gương này này nữa, cái gương cầu lồi, mình nhìn về vào thì mình sẽ thấy toàn bộ dưới, còn cái gương của mình thì hiện tại là không có gương cầu lồi, cho nên mình nói chung bác vô cũng được nhưng mà bác vô nó không được đẹp ha, thì mình không có dùng tới. Đấy, còn thêm vấn đề nữa là xe đầu bàn và xe đầu dài nó an toàn như thế nào, thì thực sự là nói về mình nghề xe thì mình không nên dùng những cái từ ngữ chết chóc hay là tai nạn này nọ thì nó sẽ không tốt, đối với mình là vậy, riêng cá nhân mình nha. Còn những bạn mà có những bạn vẫn nói cái chuyện này chuyện nọ tai nạn, nhưng mà trong cái video hôm nay thì mình sẽ nói rõ luôn, thì mình sẽ mạo phép nói coi như là lao lao nói bữa thôi ha. Cũng đối với mình thì xe đầu bàn nó không an toàn bằng xe đầu dài nha, tại vì nói thật luôn thì khi anh em chỉ có những bất tài họ mới hiểu được thôi, chứ còn mình anh em mà ngồi nó ở ngồi thì không hiểu được đâu nha. Khi mình ngồi đầu dài thì từ đây tới cái chỗ đó tầm mét rưỡi ha, tới cái vị trí mà trước đầu xe mình tầm mét rưỡi. Mình nói về cái mức độ va chạm thì khi va chạm thì nó sẽ không có ảnh hưởng tới người tài xế. Chờ chờ xí xe nó hắn dây vô lại con dây chú ơi. Dạ. Con vô mới vô bãi này mà đi đâu? Khi nào thì mày chuyển xe đi? Chưa biết, có hàng đi chứ. Sao? Không, ý là cái xe nó trừ lột thì lột nhưng mà con bo không hết. Chào cái xe nó nhích tới cái con tới thôi. Ý là đang có vấn đề gì không? Nó đang xả hàng rồi chi đó. Mổ ý là có cái xe đây anh em hỏi đây dời xe lo nhưng mà. Dạ. Dạ 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 được rồi chú. Vấn đề đầu dài thì như vậy nó sẽ an toàn hơn. Cái máy nó nằm trước. Có những cái xe thì hồi trước mình đi cái xe đầu bàn á là cái xe dạ. Cái xe đầu bàn á thì nó sẽ là cái máy nó nằm dưới anh em nè. Là nó nóng cực kỳ luôn. Hồi trước dẫn như là cái làm xe Mỹ, nhưng mà xe Mỹ đầu vuông á thì nó là cái dàn cách nhiệt nó không tốt, cho nên là khi ngồi nó nóng cực kỳ luôn. Ngồi trên cái máy mà bị sao không nóng ha. Cho nên là cái đầu dài nó đỡ một cái là nó nằm phía trước. Khi cái máy nằm phía trước thì nó nổ cũng phía trước. Thì ở ngồi sau này mình nóng nít rồi mình hạn chế ha. Với lại công nghệ bây giờ lốp sàn nó tốt nữa, cho nên là cái sàn nó nóng là ít ha. Là mình nói như vậy. Chứ cái sàn mình vẫn nóng anh em nha. Bởi vì nó lốp 2 tấm cách nhiệt mà cuối cùng nó lốp 1 tấm. Nó cũng vẫn nóng. Mà trời nắng nắng quá là nó sẽ nóng. À, còn về vấn đề đầu bàn thì anh em biết rồi, khi mà va chạm hay như thế nào thì cái sáng suốt mà anh em cũng biết là vẫn thấy trên những video anh em trên Facebook hay là YouTube họ đang, thì anh em thấy cái mức độ an toàn của nó, nhìn thấy không nghe, mình không nói là cái trường hợp sẽ đến với một ai, nhưng mà hy vọng là nó sẽ không đến với một ai nữa, tại vì nó rất nguy hiểm. Cái nghề xe này thì vậy, có nhiều bạn nói là cái nghề xe này đơn giản, làm tại sao phải nêu cao vấn đề nhiều như đó, nâng cao cái tầm quan trọng nó giữ đó, không phải nè, bước vô mới biết được.
ngồi suy ngẫm lại. Nếu bước vô mà chạy lơ tơ mơ á, là anh em không hiểu được đâu. Nhưng mà anh em ngồi lại, anh em thắm lại, là sẽ hiểu được cái mức độ nguy hiểm của nó. Chỉ cần sơ sẩy một tí nha, anh em cúi xuống lái chai nước hay là mồi đi thúc như thế nào, tích tác không, trong tích tác không, nó là vậy đó. Cái nghề này nó vậy, tích tác là một là anh em ngồi tù, hai là xanh cỏ. Cho nên là nhiều bạn kêu là cái nghề nào chả có cái nguy hiểm, nhưng mà không phải, cái nghề nào mình cũng biết là nó sẽ có nguy hiểm, nhưng mà cái nghề tài á, cái mức độ nguy hiểm nó cao, nó luôn luôn nằm trên đường, hiểu không? Mình chỉ cần mình sơ sẩy một tí là hết trơn, gia đình cũng ngồn thái đó. Đấy là cái chia sẻ của mình về cái nghề tài nhất, thứ hai là cái chỗ đầu bàn và đầu dài. Cái sáng suốt của đầu bàn thì nó va chạm với bất tài gần hơn, nó sát lạc à, cách nhau miếng tôn chứ mấy, hiểu chưa? Không sát chứ mấy, cho nên là lo lắm anh em. Đi hồi mà mình chạy đầu dài quán nha, mình chạy bên chim bồ cao á, mình chạy đầu dài xong rồi hầu Vĩnh Thành, xong mình qua chim bồ cao thì mình chạy đầu Trung Quốc Thaco. Chiếc Thaco thì anh em cũng, nếu mà theo dõi kênh mình lao thì cũng biết chiếc Thaco đó. Chiếc Thaco Oman 375 ba máy quanh choi rồi đó. Tôi muốn lộn à, cho nên là những anh em mà theo dõi mình lao thì anh em sẽ biết được cái xe Trung Quốc đó, Oman, Thaco Oman đó. Chiếc đó mình chạy lúc mà lên mình nhận á, mình sợ lắm. Mình lên nhận sợ lắm, mà cái xe đúng là cái dòng Thaco cũng dở à, không phải mình quảng cáo cho ai hay như thế nào, cái xe nó dở màu, nó lên mình vòng vậy thôi. Mà mình nói chung mình không quen xe Trung Quốc nữa, cái bắt đầu lấy vòng nhìn dễ sợ lắm. Cái đồ nó làm cái gì cũng cơ bằng cơ chứ không phải dùng sử dụng điện, cho nên mình thấy mình chán, thực sự là vậy. Nếu mà tiếp xúc một thời gian thì nó quen. Nhưng mà ví dụ như ở đây là có đoàn xe của Trung Hiếu này, đoàn xe Trung Hiếu đây là cực kỳ tốt, có nghĩa là giờ toàn xe mới không à. Ví dụ như là Hyundai này, về xe Mỹ thì có Kaka thì bán hết rồi, có Hyundai và Davu cũng bán, nhưng mà có cái chiếc gì nữa hả, chiếc gì là quên chưa, họ cũng bán dần, không hiểu sao họ bán dần, mà xe mới không anh nè, anh em xem nè, anh em thấy không, đó, cái xe màu tím tím đỏ bầm á, thấy không, đây. Thì cái xe như vậy chạy ok lắm nè, không biết sửa chữa là gì, nó sẽ không hư hỏng, nhưng mà giá thành nó khá là cao. Một chiếc xe hắn làm giá tầm 2 tỷ hơn nữa, không biết, nó mình không rõ, tại vì hắn đắt quá mình cũng muốn tìm hiểu à. Thì đó là câu chuyện đầu bằng và đầu dài, thì anh em có thể có sự lựa chọn cho mình khi nhận xe. Thì anh em có thể chọn những chiếc xe đầu dài và có những xe chọn xe đầu bằng. Nhưng mà đối với mình thì mình nghĩ đầu bàn đầu dài thì cũng như nhau. Thứ nhất, thứ hai là về mức độ an toàn thì rõ ràng xe an toàn về bản thân mình nha, bản thân tài xế, thì rõ ràng xe đầu dài là bản ok hơn xe đầu bàn, được chưa? Còn mà về đối với tài xế mà tầm quan sát mà yếu mà lên chạy đầu dài là hơi can, tại vì không có chữ cái điểm nào giống cái điểm nào. Ví dụ như bạn giao hàng một điểm đó, bạn bỏ một điểm thì hai cái điểm này thường xuyên đi lại nó sẽ quen, nhưng mà khi bạn rời cái vị trí một cái điểm mới thì mình sẽ bỡ ngỡ. Thứ nhất, thứ hai là vô những trung tâm thành phố. Vô trung tâm thành phố không phải là anh em đơn giản là vô trung tâm thành phố mình bỏ hàng đâu, mình vô này biết chỗ đó gia như thế nào, cái thế gia như thế nào, xong rồi cái thời gian nào nên ra, canh thời gian ván xe, xong mà nếu đường chặt là phải nhờ công nhân ra chặn hai đầu lại, ra mà ra anh em không phải là chỗ tập ra,
cái vị trí đó không phải là chỗ tập gia, cho nên là bắt buộc vào là phải vào một phát một, còn không lại ra lại, ra lại cái nằm chờ hậu mô hết cặt xe xong là vào lần hai cái dạng. Thì mình đã gặp nhiều trường hợp đó rồi, cho nên là ấy là chia sẻ tới anh em những cái gì mà thiết thực trong cuộc sống của bác tài. Rồi hôm nay thì vấn đề chính mình chia sẻ tới anh em như đó thì xe đầu bằng và xe đầu dài là vấn đề chủ yếu. Có những anh em hỏi mình xe nào chạy an toàn thì xe nào cũng an toàn hết, nhưng mà do bản thân tài xế, được chưa? Nhưng mà thứ nhất còn cái điểm mà về cái xe khác họ tự ba quạt tới mình thì về cái mức độ an toàn thì rõ ràng là cái xe đầu bàn nó sẽ không bằng cái xe đầu dài. Máu chốt là như vậy, anh em có thể tìm hiểu thêm trên những cái bất tài mà chạy xe đường dài sẽ nói rõ về vấn đề đó ha. Còn mình chỉ chia sẻ tới đây thôi để anh em hiểu như đó, xe đầu bằng và xe đầu dài. Rồi, ok, kết thúc cái video ở đây. Mình xin phép là hẹn gặp lại anh em trong những video sau nha. Chúc anh em một ngày mới an lành. Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh để theo dõi những video mới của mình nha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.